Kính thưa quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với bản tin tổng hợp kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày được chúng tôi tổng hợp và cập nhật liên tục. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau nhiều ngày giao tranh, Ukraine đã lần đầu tiên bắn tín hiệu xác nhận đang tấn công Nga tại vùng Kursk, khu vực nằm sát biên giới hai nước. Các cuộc giao tranh bắt đầu từ xuyên đêm ngày 5 và 6 tháng 8 khi Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga sát biên giới trước lúc mở chiến dịch tấn công phía lân cận thành phố Sutsa. Hôm 11 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định động thái tương đối bất ngờ này nhằm mục tiêu buộc Nga phải trả giá cho những gì Moscow đã làm với Ukraine. Nhưng phía sau câu chuyện này, động cơ của Ukraine nhiều khả năng là quấy rối và giảm áp lực từ Nga. Một quan chức an ninh Ukraine nói với hãng tin AFP rằng mục tiêu của đợt xâm nhập lãnh thổ Nga nêu trên là gây bất ổn, sử dụng các cuộc tấn công nhanh và gọn gàng để kéo giãn các lực lượng Nga dọc chiến tuyến. Một số nhà phân tích quân sự cho rằng Ukraine đang củng cố lực lượng ở vùng Kursk, chuẩn bị cho một chiến dịch dài hơi. Họ đang đào chiến hào bằng máy xúc công nghiệp, trong khi phía Nga đã bắt đầu dồn nhiều nguồn lực hơn cho việc ứng phó. Việc hai bên củng cố lực lượng không đồng nghĩa Ukraine đã tiến quân xong xuôi, cũng không phải Nga không thể phản công, nhưng chắc chắn nơi đây đã trở thành mặt trận mới. Quyền lãnh đạo tỉnh Kursk Alexei Smirnov đã kêu gọi tăng cường sơ tán công dân trước nguy cơ giao tranh với Ukraine. Theo phóng viên quân sự Nga Alexander Khachenko, việc Ukraine thiết lập phòng thủ ở mặt trận Kursk sẽ khiến Nga gặp nhiều khó khăn. Phóng viên này nói, một khi đối thủ cầm sẻng trong hai ngày tới, việc kiểm soát các cánh rừng sẽ khó khăn, y như trường hợp gần Avdiivka. Avdiivka từng là một chiến trường khốc liệt ở miền đông Ukraine. Nga phải mất khoảng 6 tháng để đẩy lùi các phòng tuyến Ukraine ở đây. Nhiều ý kiến cho rằng chiến thắng của Nga tại Avdiivka hồi tháng 2 năm nay đa phần do Ukraine thiếu hụt đạn dược. Nay viện trợ từ Mỹ đã quay lại, đồng nghĩa Nga có thể phải tính phương án đánh phủ đầu ở Kursk trước lúc Ukraine xây dựng xong phòng tuyến và phải làm thật nhanh. Một cách phản ứng khác của Nga sẽ nhiều khả năng là chơi đúng bài Ukraine đang đánh, dàn quân tấn công nhiều mặt trận. Với lợi thế về vũ khí và nhân sự, Nga hoàn toàn có thể khiến Ukraine phải phân tán nguồn lực, chính xác như mục đích của Ukraine tại Kursk. Phía Ukraine cũng thông báo các lực lượng Nga tiếp tục tấn công ở miền đông với giao tranh diễn ra ở thị trấn Pokrov thuộc vùng Donetsk. Chỉ riêng ngày 11 tháng 8, quân đội Ukraine đã phải đẩy lùi 26 cuộc tập kích từ Nga. Bên cạnh đó, Moscow cũng không kích vào khu định cư New York phía nam thị trấn Torres. Khi Ngoại trưởng Ukraine ông Dmytro Kuleba hoàn tất chuyến công du mới nhất tới châu Phi, đất nước ông có nguy cơ phải trả giá ngoại giao nghiêm trọng vì đã giúp phiến quân ly khai ở miền Bắc Mali gây ra thất bại nặng nề cho lực lượng quân sự Nga Wagner vào cuối tháng trước. Đây là một đòn quân sự đau đớn đối với lực lượng lính nước ngoài từng do Yevgeny Prigozhin đứng đầu, nhưng hiện do cơ quan chỉ huy quốc phòng chính thức của Nga kiểm soát. Chỉ hai ngày sau khi người phát ngôn của cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR, ông Andrei Yosov cho biết, phiến quân Tuareg ở Mali đã nhận được thông tin cần thiết giúp tiến hành thành công chiến dịch quân sự chống lại Nga. Các báo cáo sau đó cho biết lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã huấn luyện quân ly khai cách sử dụng máy bay không người lái tấn công. Nhưng đối với nhiều người châu Phi, đây là một trường hợp nữa cho thấy các thế lực bên ngoài đang lợi dụng lục địa này như một sân chơi đẫm máu cho sự cạnh tranh của riêng họ. Đúng như dự đoán, chính quyền quân sự cầm quyền ở Mali và chế độ đồng minh ở quốc gia láng giềng Niger đã phản đối bằng cách cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine. Nhưng quan trọng hơn nhiều là tuyên bố từ khối khu vực, cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS, kiên quyết phản đối và lên án bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào khu vực có thể gây ra mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh ở Tây Phi và bất kỳ nỗ lực nào nhằm lôi kéo khu vực này vào các cuộc đối đầu địa chính trị hiện nay. Sự tức giận sẽ càng gia tăng khi có những ý kiến cho rằng một số chiến binh thánh chiến đã tham gia cùng lực lượng ly khai Tuareg để tiến hành cuộc tấn công vào Tin Giao Waten. Bộ Ngoại giao Senegal đã triệu tập đại sứ Ukraine tại Dakar để phản đối sau khi ông này đăng một video trên Facebook về những bình luận hả hê của ông Yosov. Tuần trước, Ngoại trưởng Kuleba đã tới thăm Malawi, Zambia và Mauritius. Nhưng sau những lời lẽ gay gắt từ ECOWAS và Senegal, giờ đây ông có thể phải tham gia vào một số cuộc hàn gắn nghiêm túc ở Tây Phi. Nhiều chính phủ ở vùng cận Sahara châu Phi, ngay cả những chính phủ không tin tưởng Moscow, có thể coi chủ nghĩa phiêu lưu quân sự bên ngoài vô ích của Ukraine có thể làm tan biến thiện chí đã được vun đắp trong 2 năm qua thông qua chính sách ngoại giao hòa bình của Ukraine. Tất nhiên, xét về mặt quân sự, việc giúp gây ra thất bại nặng nề nhất từ trước đến nay ở châu Phi cho Wagner là một thành công đối với người Ukraine. Nhà thầu lính nước ngoài hiện được đổi tên chính thức thành Quân đoàn châu Phi sau khi nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước Nga đã tăng gấp đôi nhân lực lên khoảng 2.000 người ở Mali trong 2 năm qua. Vì vậy, tin tức về tổn thất nặng nề ở Tin Giao Waten thực sự gây sốc, đặc biệt là khi quân đội Mali và lực lượng Wagner đã giữ được Kidal, thủ phủ của phiến quân Tuareg vào tháng 11 năm ngoái. Sự cố Tin Giao Waten báo hiệu sự trở lại của phe ly khai,
rõ ràng là có sự hỗ trợ của một đối tác mới. Những ám chỉ của Ukraine về sự tham gia trực tiếp xác nhận mức độ sẵn sàng của họ trong việc đưa cuộc chiến chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin ra khỏi phạm vi chiến trường trong nước. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên có sự can thiệp trực tiếp như vậy vào các hoạt động quân sự của Wagner ở châu Phi. Có nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy vào tháng 8 và tháng 9 năm ngoái, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV ở Sudan để hỗ trợ chế độ quân sự do tướng Abdel Fattah al-Burhan lãnh đạo. Trong hơn một năm, lực lượng này đã tham gia vào cuộc đấu tranh giành quyền lực tàn khốc với các đồng minh cũ là lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự do tướng Mohammed Hamdan Dagalo, còn được gọi là Hamdemti, chỉ huy và được Wagner hỗ trợ. Một số nhà bình luận quân sự Ukraine, chẳng hạn như là Evgeny Diki, cựu chỉ huy tiểu đoàn ADA của Ukraine, mô tả các cuộc can thiệp quân sự được báo cáo của nước họ và châu Phi giống như một cuộc chiến sinh tồn sau khi lực lượng Nga tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ông Diki lập luận rằng Kiev không có chính sách nào đối với châu Phi nhưng vẫn có vấn đề cần giải quyết với Nga và đặc biệt là Wagner. Nhưng chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể không nhìn nhận vấn đề một cách đơn giản như vậy vì họ biết rằng cuộc chiến chống lại Moscow không chỉ diễn ra trên chiến trường, ngoại giao và thương mại cũng quan trọng. Vài ngày sau cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào năm 2022, Kiev đã đau đớn nhớ lại sự thật này, đặc biệt là liên quan đến châu Phi. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 2 tháng 3 năm đó, chỉ còn 28 trong số 54 quốc gia thành viên châu Phi bỏ phiếu lên án cuộc chiến. Trong khi chỉ có một số ít đồng minh thân cận của Moscow thực sự bỏ phiếu ủng hộ hành động của Nga, nhiều chính phủ châu Phi khác, bao gồm cả một số chính phủ được coi là thân phương Tây, đã chủ động bỏ phiếu trắng hoặc vắng mặt. Sau đó, khi Tổng thống Putin rút khỏi thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của cả Ukraine và Nga, nhiều loại đến châu Phi được vận chuyển an toàn qua Biển Đen. Nhiều chính phủ vùng cận Sahara đã chọn cách nhìn nhận sự thất bại này theo hướng trung lập thay vì đổ lỗi cho Moscow. Mặc dù vấn đề cụ thể đó không còn quan trọng nữa vì Ukraine đã phần lớn lấy lại được quyền tự do vận chuyển ngũ cốc sau khi tấn công hạm đội Biển Đen của Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine vẫn tin tưởng vào nhu cầu xây dựng lại mạng lưới chính trị và kinh tế của họ trên khắp châu Phi. Ông Kuleba hiện đã thực hiện 4 chuyến công du châu Phi. Và trong khi chiến dịch của ông nhằm giành được thiện chí và xây dựng quan hệ đối tác ở phía nam sa mạc Sahara không phải lúc nào cũng tiến triển mà không gặp phải trở ngại thì cũng đã có những thành công quan trọng. Zambia đã tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ vào tháng 6 năm nay và không giống như một số nước tham gia khác, Zambia đã ký thông cáo cuối cùng có các điều khoản làm Kiev hài lòng. Tuần trước, ông Kuleba đã đến thăm thủ đô Lusaka của Zambia, nơi ông được Tổng thống Hakainde Hichilema tiếp đón. Khi tiếp cận các nước châu Phi hiện nay, Ukraine đang tìm cách bù đắp lại nền tảng ngoại giao đã mất trong 3 thập kỷ đầu tiên sau khi giành được độc lập, khi nước này chủ yếu bận tâm đến các vấn đề nội bộ. Trong khi Nga thừa hưởng sự hiện diện ngoại giao trên toàn thế giới của Liên Xô cũ, các quốc gia mới giành được độc lập như Ukraine phải xây dựng mạng lưới của mình từ con số 0. Với nguồn lực hạn chế trong hơn 30 năm, Kiev chỉ mở được 8 đại sứ quán trên toàn lục địa châu Phi tại Algeria, Angola, Ai Cập, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Senegal và Nam Phi. Nhưng sau khi được nhắc nhở một cách khó chịu vào năm 2022 về nhu cầu giành được bạn bè và gây ảnh hưởng đến mọi người, Kiev đang đẩy mạnh mở rộng phạm vi hoạt động, đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới 20 đại sứ quán tại châu Phi với 10 phái bộ đầu tiên đã được công bố. Hồi tháng 4 năm nay, đặc phái viên của Kiev tại Trung Đông và châu Phi, Maxim Shub đã tới Abidjan để mở đại sứ quán tại bờ biển Nga, và Kiev đang đề xuất nhiều hơn là hợp tác ngoại giao. 8 quốc gia cận Sahara đã được hưởng lợi từ sáng kiến viện trợ lương thực ngũ cốc từ Ukraine. Nước này cũng có kế hoạch tăng cường viện trợ phát triển, tăng cường thương mại hai chiều và cung cấp thêm nhiều suất đại học cho sinh viên châu Phi. Những cuộc phiêu lưu quân sự gây tranh cãi nhắm vào lính nước ngoài Nga có vẻ là một rủi ro thiếu cân nhắc, có thể gây nguy hiểm cho mọi thiện chí ngoại giao và lợi ích kinh tế mà Ukraine hy vọng đạt được từ chiến lược tích cực rộng rãi ở vùng cận Sahara.